Hi everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game Ice Cream 4, tựa game đầu tiên trong video này. Hãy cùng mình đi khám phá tựa game trước tiên nha. Let's go. Hello. Con trông vòm được đến. Chuẩn. Không. Wow, 4 số 0 à? À đâu? Mới có 3 số 0 thôi. Không thật rồi. Thank you.
Kilo ice cream. Để con robot này nó hết năng lượng thì đấy, mình sẽ lấy cái thẻ.
huh? Let's go. Get back here. I said get back here, you little bastard. Oh. Just missed him. These kids are driving me crazy. How could they run away again, huh? Well, these tubes don't take them very far. They're actually still inside my factory. It's only a matter of time before I find them. Mình sẽ chuyển qua ban đêm. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Problem one. You're doing fantastic. I can't believe it. You're incredible. Mình trả lời được 4 cuốn sách rồi. Hình như tốc độ của thầy giáo Bandin đã tăng lên rồi thì phải. Looks like it's sweeping time. Gotta sweep, sweep, sweep. Sweep, sweep, sweep! What? Let's try! Join that. Gotta sweep, sweep, gotta sweep, 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 sweep. Thank you.
nước gì có thể báo hiệu trưởng ở đây. Ôi trời, ôi bị bắt rồi. Office chơi tụi game tiếp theo đi. Trong tựa game này thì chúng ta sẽ phải đi sửa 5 cái máy phát điện. Cái gì đấy? Ủa? Đi tìm độc càng mạnh thì con boss nó cũng càng gần chúng ta. Bam 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 bị đuổi. Thank you.
lúc mình đi ra. Đúng lúc mình đi ra cái cánh cửa để thoát ra khỏi đây thì con. Mình thoát rồi. Mình thoát được thôi. Mình thoát. Mình không kịp cứu được đồng đội đâu. Chuyển qua tựa game tiếp theo trong video này, đó chính là Hotel Titan. Con gì đây? Chúng ta cứ bình tĩnh mà chạy thôi, chỉ cần qua được map là không đặt nặng quá vấn đề về thành tích. Phải chọn một cái con khác để có thể bắn được thì nó mới qua được cái map này. Chọn đi ra. No, no, no.
chuyển qua cho Sky TV Show. Thank you.
quay Granny Venom. Hello. Mắt tất kể mình sẽ chuyển qua tựa game Ghostbusters. I don't want to scare you, but if you see or hear anything strange, hide. It's a graveyard ghoul. Slow, not too smart. Just keep a little ahead of her. If she traps you, try and hide. Oi. I don't want to scare you, but if you see or hear anything strange, hide. That's a graveyard ghoul. Slow, not too smart. Just keep a little ahead of her. If she traps you, try and hide. Lawn gnome is stealing the page. Don't just stand there. Smash it! You've completed the book. Now find Slappy and open the book on him. Just make sure the lights are on when you go after Slappy. Don't move, Stein. I'll be back. See you around. See you around. I'll be back. I'll be back. See you around. You're gonna try and put me in that book. That's not gonna go. No, no! Ok, mình sẽ chuyển qua Stickman School Escape. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay các bạn hãy like và subscribe, comment để lại ý kiến của mình nha. Thank you, goodbye, see you again. Bye.